Đây là đơn hàng của bạn có Zalo là Nguyễn Hương và tên của bạn là Nguyễn Phạm Yên Phương. Tổng giá trị đơn hàng của bạn là 305.000 và đây là phiếu gửi hàng của bạn và đây là mã vận đơn của bạn. Shop sẽ quay video để cho bạn xem những mặt hàng của bạn đặt. Đầu tiên là một bộ choker trị giá 85.000 gồm 6 vòng. Tiếp theo là một em từ Pixi cừu bên shop đang sale giá chỉ còn 100.000 và được tặng kèm thêm một bao bì nữa. Tiếp đến là một em từ Pixi hộp sữa shop đang sale bán chỉ còn giá 50.000, được tặng kèm thêm một chiếc bao bì. Một giấy nhớ Note chuột Toto trị giá 20.000. Một note chân chó trị giá 15.000. Và đơn hàng của bạn thì shop tặng cho bạn thêm một cây bút xiêm kèm một tấm thiệp chúc mừng. Và giờ shop sẽ tiến hành gói hàng cho bạn. Như các bạn thấy thì shop đóng gói hộp rất là chắc chắn, nên các bạn yên tâm khi shop gửi hàng cho các bạn. Hàng của các bạn sẽ không sợ nó hỏng vỡ. Bạn này thì ở Hà Nội nên thời gian nhận sẽ nhanh hơn, khoảng từ 4 đến 6 ngày là bạn có thể nhận được hàng rồi. Như vậy là shop đã gói hàng xong cho bạn và shop sẽ tiến hành gửi hàng cho bạn vào sáng ngày hôm nay. Xin chào các bạn.